một trường hợp người đàn ông 53 tuổi thấy dấu hiệu lạ trong nước tiểu nên đến bệnh viện kiểm tra, kết quả chụp CT cho thấy ông có khối u thận. Theo đó, bệnh nhân là ông TQB trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, phát hiện có việt máu lẫn trong nước tiểu, đau tức mạn sườn trái nên đã đến khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Các bác sĩ ngoại thận tiết niệu đã chỉ định bệnh nhân thực hiện siêu âm, chụp CT hệ tiết niệu, kết quả cho thấy ông B có khối u thận trái kích thước 24x35 mm. Sau khi có kết quả xét nghiệm giải phẫu mô bệnh học, ông B được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô nhú của thận, xâm lấn nhu mô thận và tổ chức sơ mỡ xung quanh cơ quan này. Người đàn ông được chỉ định phẫu thuật nội soi, cắt toàn bộ thận, nhiều quản trái, vết hạch. Sau gần 90 phút thực hiện, các phẫu thuật diễn ra thành công. Với vết mổ nhỏ, ít xâm lấn, những ngày sau, sức khỏe của ông B hồi phục nhanh chóng. Sau 5 ngày, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, được ra viện, kết thúc đợt điều trị đầu tiên. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Tuấn Anh, trường khoa ngoại thận tiết niệu cho biết, phương pháp phẫu thuật nội soi cắt thận tận gốc được chỉ định để điều trị ung thư thận giai đoạn khu trú, chưa xâm lấn vào các cơ quan lân cận và không di căn xa. Kỹ thuật này với vết mổ rất nhỏ, xâm lấn tối thiểu, dễ tiếp cận và can thiệp vào các vùng bệnh lý, không mất máu, thời gian hậu phẫu ngắn, giúp người bệnh hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Các bác sĩ cho biết thận là cơ quan quan trọng của cơ thể, đảm nhiệm nhiều chức năng thiết yếu để duy trì sự sống và cân bằng nội môi. Chúng có vai trò quan trọng trong việc lọc máu, loại bỏ các chất cặn bã và chất độc hại, sau đó thải chúng ra ngoài qua nước tiểu. Thận cũng giúp điều hòa lượng nước và điện giải, đảm bảo các chất như natri, kali và canxi luôn cân bằng để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Ngoài ra, thận còn tham gia điều chỉnh huyết áp thông qua hormone renin và sản xuất erythropoietin, một hormone quan trọng trong việc tạo ra hồng cầu, giúp cơ thể cung cấp đủ oxy cho các tế bào. Thận cũng đóng vai trò điều chỉnh độ pH của máu, giữ cho môi trường bên trong cơ thể luôn ổn định và phù hợp cho các quá trình sinh học. Ung thư thận là một loại bệnh lý nghiêm trọng xảy ra khi các tế bào trong thận phát triển bất thường, tạo thành khối u ác tính. Loại ung thư phổ biến nhất là ung thư biểu mô tế bào thận, chiếm phần lớn các ca bệnh. Ung thư thận thường phát triển âm thầm và ít có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến việc phát hiện bệnh thường muộn khi khối u đã lan rộng. Các triệu chứng có thể bao gồm đau lưng, xuất hiện máu trong nước tiểu, sụt cân không rõ nguyên nhân và mệt mỏi. Nguyên nhân chính xác của ung thư thận chưa được xác định rõ ràng, nhưng một số yếu tố nguy cơ đã được nhận diện. Hút thuốc lá là một trong những yếu tố hàng đầu làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh đó là béo phì, tăng huyết áp và tiền sử gia đình có người mắc ung thư thận. Việc chẩn đoán ung thư thận thường dựa trên các xét nghiệm hình ảnh như siêu âm, CT hoặc MRI cùng với các xét nghiệm nước tiểu và sinh thiết thận để xác định tính chất của khối u. Điều trị ung thư thận phụ thuộc vào giai đoạn và mức độ lan rộng của bệnh. Các phương pháp điều trị bao gồm phẫu thuật cắt bỏ thận, liệu pháp miễn dịch hoặc liệu pháp nhắm trúng đích nhằm tiêu diệt tế bào ung thư. Trong những trường hợp phát hiện sớm, tỷ lệ sống sót cao hơn, nhưng với các ca bệnh giai đoạn muộn, tiên lượng có thể xấu hơn. Chính vì vậy, việc thăm khám định kỳ và tầm soát ung thư thận là vô cùng quan trọng, đặc biệt với những người thuộc nhóm nguy cơ cao.